Thông tin cập nhật tin tức mới nhất ngày 22 tháng 10 của ca sĩ Phi Nhung hiện tại đang ở bên Mỹ và những tin đồn xung quanh câu chuyện này sẽ làm sáng tỏ trong bản tin ngày hôm nay. Và cụ thể bản tin hôm nay, nhiều người trên mạng xã hội liên tục bàn tán xôn xao về việc cố ca sĩ Phi Nhung được cho là vẫn còn sống, không phải là cầm cự từng hơi thở, mà là hiện tại cô đang được điều trị rất tích cực tại một bệnh viện tại California, nước Mỹ, cùng với đó là con gái ruột Wendy. Hôm nay cô ấy đã đính chính thông tin này. Wendy cho rằng hiện tại trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin được lan truyền cho rằng mẹ Phi Nhung của tôi vẫn còn sống và vẫn đang được điều trị tích cực bởi những bác sĩ tiên tiến nhất trên thế giới. Trong đó có một số người cho rằng đã thấy mẹ Phi Nhung của tôi đang đi siêu thị cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Về những vấn đề này tôi xin xác thực lại trắng đen rõ ràng hôm nay với tất cả báo chí và truyền thông. Đó là những thông tin này hoàn toàn bị đặt vô căn cứ, không có bằng chứng chính xác. Và hơn nữa ở thời điểm hiện tại, những thông tin về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung để lại vẫn là điều bí ẩn chưa được giải thích rõ ràng. Nhiều người đặt ra câu hỏi cho Wendy để mong làm sáng tỏ câu chuyện này, liệu có điều gì uẩn khúc hay không, thì hôm nay tôi xin tuyên bố luôn. Xin thưa rằng ca sĩ Phi Nhung đã chết rồi, xin tất cả mọi người cũng như đại diện cơ quan truyền thông, báo chí xin đừng nói gì về những vấn đề này nữa. Đây là thông tin nội bộ của gia đình chúng tôi, người ngoài không biết xin đừng đưa tin kiểu biết rõ lắm về gia đình của chúng tôi và vui lòng đừng xen vào chuyện gia đình chúng tôi nữa. Tuy nhiên với sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng, netizen vẫn mong phía gia đình Phi Nhung lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Thứ nhất là về số tiền để lại và di chúc của Phi Nhung phải được công bố rõ ràng. Vì sao hàng chục năm qua, số tiền đi hát của cô và Hồ Văn Cường lại để quản lý giữ hết tất cả? Từ tiền ăn uống chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho đến cách xe đi hát và sau khi Phi Nhung đã qua đời, thì số tiền này sẽ đi về đâu? Cộng đồng mạng đều đặt ra nghi vấn cho rằng quản lý Diễm Phạm có liên quan đến câu chuyện này và yêu cầu cô phải lên tiếng ngay. Vì người chết rất linh thiêng, những điều khi họ còn sống chưa làm được thì khi mất họ sẽ không an lòng mà siêu thoát. Thế nên trong câu chuyện này, chúng ta nên đưa cô quản lý ra trước ánh sáng, làm rõ trắng đen mọi chuyện để Phi Nhung có thể an lòng nơi phương xa. Chúng tôi cũng xin nói luôn, sau chương trình Việt Nam Idol Kids 2016 thì Hồ Văn Cường đã được Phi Nhung nhận làm con nuôi. Cũng từ đó phía Phi Nhung giữ luôn toàn bộ tiền của Hồ Văn Cường, bao gồm tiền thưởng 200 triệu và tiền cách xe đi hát. Từ khi dọn về ở chung với Phi Nhung, ban ngày Cường đi học, ban đêm lại miệt mài chạy show lớn nhỏ với mức cách xe cực khủng, từ 100 đến 200 triệu mỗi đêm. Mới đây các bầu show cũng lên tiếng xác nhận rằng thời điểm đó cách xe của Phi Nhung chỉ khoảng 50 triệu một đêm, nhưng khi đi hát cùng với con nuôi Hồ Văn Cường thì mức cách xe được trả cao hơn. Cũng vì vậy mà làm dấy lên loạt nghi vấn tin đồn cho rằng Phi Nhung nhận nuôi Hồ Văn Cường để làm công cụ kiếm tiền cho mình. Nhưng tất cả cũng chỉ là nghi vấn từ cộng đồng mạng, sự thật ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới biết và người đã chết rồi thì coi như hết. Nhưng trong chuyện này người đáng trách nhất có lẽ là cô quản lý Diễm Phạm. Cô là người chịu trách nhiệm giữ tiền của Hồ Văn Cường và Phi Nhung suốt mười mấy năm qua. Cô ta là người có trách nhiệm phải công bố chính thức đến người hâm mộ và công khai sao kê suốt mười mấy năm qua, tổng số tiền là bao nhiêu và cô ấy buộc phải trao trả lại hết cho Hồ Văn Cường. Chúng tôi và toàn thể người hâm mộ đều mong rằng phép màu sẽ xảy ra dù cơ hội biết rất mong manh và mong sự thật của toàn bộ câu chuyện sẽ được phơi bày. Cũng mong rằng Phi Nhung vẫn còn sống hoặc ít nhất còn sống trong lòng của những người yêu mến cô. Và chúng tôi là những người đi tìm sự thật và công lý sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong bản tin sau. Thông tin cập nhật tình hình sức khỏe ca sĩ Phi Nhung ngày hôm nay tại Mỹ. Cụ thể nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống và hiện tại cô đang ở cùng con gái ruột Wendy của mình bên Mỹ. Thông tin này được lan truyền rộng rãi khiến nhiều người hoang mang. Vậy sự thật ca sĩ Phi Nhung còn sống hay đã chết? Xin mời quý vị đón xem bản tin chi tiết sau đây. Hôm nay chúng tôi nhận được thông tin từ một người giấu tên bên Mỹ. Hiện tại chỉ là một cú lừa, chuyện ca sĩ Phi Nhung mất đến chuyện tang lễ và hỏa táng. Tất cả chỉ là dàn dựng từ một kịch bản có sẵn, chưa biết độ xác thật thông tin này có chính xác hay không, nhưng có những thông tin mới nhất từ người nhà và quản lý Phi Nhung được chúng tôi kết nối, nhưng nhận lại là câu trả lời tôi không biết. Theo như chúng tôi suy đoán, chắc chuyện này có điều gì mờ ám chăng. Trở lại nửa tháng trước đây, ca sĩ Phi Nhung mắc COVID-19, được các bác sĩ hàng đầu Việt Nam cũng như các thiết bị y tế cao cấp tiên tiến nhất để điều trị cho cô ca sĩ Phi Nhung.
Mọi thông tin chính xác vào thời điểm đó được xem như cực kỳ quý hiếm, bởi vì theo thông tin từ bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tình trạng sức khỏe của Phi Nhung được bệnh viện giấu kín, chỉ cho nghệ sĩ Việt Hương biết. Ngoài ra không ai được biết thông tin này, đặc biệt là về chi tiết tình hình ca sĩ Phi Nhung. Từ đó chúng ta có thể suy đoán ra rằng ca sĩ Phi Nhung bị gì mà chết như vậy. Được biết trước đó các bác sĩ cho rằng ca sĩ Phi Nhung đã test 2 lần cho ra kết quả âm tính với virus corona và có lẽ cô chết vì suy nghĩ quá nhiều và đâm ra bị tâm bệnh trong lòng. Có thể nói ca sĩ Phi Nhung trong thời gian nằm viện cô rất mệt mỏi vì nữ doanh nhân Phương Hằng và con trai nuôi Hồ Văn Cường. Cũng trong thời gian Phi Nhung nhập viện thì cũng có những tin đồn cho rằng gia đình bên Mỹ đã rước cô về để chữa trị. Có thể nói nước Mỹ là nước có cơ sở vật chất y tế tốt nhất thế giới, việc Phi Nhung về Mỹ chữa trị là điều rất tốt. Cũng trong thời điểm đó việc xin giấy tờ về Mỹ rất phức tạp nên không phải vì sức khỏe yếu mà ca sĩ Phi Nhung không về Mỹ được, mà vì giấy tờ thủ tục quá rườm rà. Cùng với đó, các bác sĩ thông báo sức khỏe của Phi Nhung có tiến triển tốt, nên gia đình bên Mỹ không lo lắng gì mấy. Cũng theo đó, nhiều người suy luận ra, rất có thể đây chỉ là màn kịch để đánh lừa dư luận. Nhưng thực chất, cô ca sĩ Phi Nhung còn rất mạnh khỏe bên Mỹ. Nhưng liệu đó có chính xác hay không? Hãy cùng chúng tôi đón chờ những tin tức mới nhất nhé! Lộ thông tin ca sĩ Mạnh Quỳnh đã về Việt Nam mặt đối mặt với doanh nhân Phương Hằng. Cụ thể, hôm nay ca sĩ Mạnh Quỳnh đã được cho là đang hoàn tất thủ tục kiện nữ doanh nhân Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Về vụ việc diễn ra như thế nào thì xin mời quý vị đón xem bản tin chi tiết ngay sau đây. Được biết Phi Nhung qua đời đã lâu, nhưng cái tên Phi Nhung liên tục bị nhắc lại bằng những ngôn từ khó nghe. Khán giả mong rằng ca sĩ Mạnh Quỳnh phải là người có trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ ca sĩ Phi Nhung và đòi lại công lý công bằng cho cố ca sĩ. Mới đây lộ thêm thông tin cho rằng hôm nay ca sĩ Mạnh Quỳnh đã hoàn tất thủ tục kiện tụng lên tòa án quốc tế để kiện nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng dám xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung mang quốc tịch Mỹ. Song song với đó, cư dân mạng đang truyền tay nhau bức thư của một khán giả dành cho ca sĩ Mạnh Quỳnh với nguyện vọng rằng: "Tôi cầu xin anh lên tiếng giúp cho con gái Phi Nhung, tức Wendy Phạm, kiện nữ doanh nhân để đòi lại công bằng cho cô ca sĩ mới nằm xuống. Nguyên nhân từ đâu thì chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị được biết. Trước đó, từ một buổi livestream của một nữ doanh nhân là Nguyễn Phương Hằng, mặc dù cố ca sĩ Phi Nhung đã mất trước đó rất lâu, nhưng bà Hằng liên tục chửi và nhắc tới cố ca sĩ Phi Nhung này. Cùng với đó, nhiều người hâm mộ và yêu thương Phi Nhung đã vào trang cá nhân của Mạnh Quỳnh và nhờ anh giúp đỡ, làm đơn kiện lên tòa án quốc tế để kiện nữ doanh nhân này, để cho cô này không còn dám xúc phạm người đã mất nữa, đặc biệt là người mang quốc tịch Mỹ." Cụ thể, bức thư gửi Mạnh Quỳnh như sau: "Gửi anh Mạnh Quỳnh, anh Mạnh Quỳnh ơi, anh hãy giúp cho con gái của Phi Nhung viết đơn kiện đi, nghe bà ấy chửi Phi Nhung mà xót lòng. Gia đình Phi Nhung phải viết đơn kiện bà ấy thôi, không thể nào để cho bà ấy mắng người quá cố như thế được." Về phía ca sĩ Mạnh Quỳnh, chúng tôi đã đại diện cơ quan truyền thông đã liên lạc với anh, nhưng anh vẫn chưa có phản hồi về lời đề nghị từ khán giả này.